Hello cả nhà, thì hôm nay là ngày 17 tháng 7 âm lịch. Thì em hiện tại em đang ở đình thần An Trạch, phường 5 Bạc Liêu. Thì hiện tại là đang cúng chuẩn bị giật thẻ nha cả nhà. Trong mình là quá đông.
hiểm quá. Còn 5%. Rồi, tạm biệt mọi người thì video của mình kết thúc tại đây. Các khán giả đã vừa là hết rồi.